Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện thì chúng ta đang ở trong cái loạt bài về dùng màn hình LCD. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn phần kế tiếp, đó là hiển thị nhiệt độ trên LCD. Mục đích của phần này á, mục chính của phần này á, không phải là nói về vấn đề hiển thị, mà chúng ta nói về vấn đề mà chúng ta thêm những cái thiết bị khác để mà hiển thị trên màn hình LCD. Một cái chính không phải là nói về nhiệt độ. Thì chúng ta biết rằng ở phần trước á, chúng ta đã nói tới cái bộ hiển thị LCD này. Thì cái bộ hiển thị LCD này á, các bạn thấy là khi mà nó chụp lên á, thì gần như là nó không còn chỗ cho ta cắm, cho ta cắm những cái thiết bị khác, những cái chân của thiết bị khác. Tuy nhiên thì thực tế ở đây nó có những cái lỗ, những cái lỗ đây nè. Thì các bạn có thể mua những cái chân cắm như thế này. Các bạn cắm vào xong các bạn hàn. Ở đây là một cái ví dụ, hiển thị nhiệt độ chỉ là một cái ví dụ để chúng ta thấy rằng cái mạch LCD này có thể sử dụng cho nhiều cái thiết bị khác nhau, chứ không chỉ đơn giản là để hiển thị những cái chữ chúng ta mong muốn. Thì các bạn có thể ra ngoài thị trường, các bạn mua những cái chân cắm này. Và cái chân cắm này á, nó sẽ có nhiều loại. Cái loại này thì có loại nó dài, ở đây là 9 chân, có loại 4 chân, 5 chân. Thì nếu chúng ta mua loại dài đó, thì chúng ta có thể bẻ ra. Thí dụ như đây tôi mua loại 9 chân, thì đây nó có 5 chân tôi bẻ bớt, tôi bẻ bớt ra đây. Bây giờ thì chúng ta trở lại cái phần ví dụ qua đây. Ta nói về cảm biến nhiệt. Ở đây tôi dùng cảm biến nhiệt LM35. Ở phần trước, ở video clip thứ 32, lập trình vi điều khiển thứ 32, lập trình vi điều khiển đo nhiệt độ bằng cảm biến nhiệt LM35, tôi trình bày rất là rõ, rất là kỹ về cái cảm biến LM35, cũng như là cách lập trình cho nó, cũng như là các cái công thức toán học. Nên bây giờ tôi xin phép không trình bày nữa, mà tôi chỉ đi nói một cách sơ qua. Thì bây giờ nói sơ qua về cách nói chân, thì ta có LM35, nó có 3 cái chân. Các bạn nhìn vào cái mặt số của nó, thì các bạn thấy chân ngoài cùng, chân bên trái ngoài cùng là chân dương, nói với nguồn 5V. Chân giữa là chân ngõ ra, chân ngõ ra để ngõ ra điện áp để mà đưa vào cái vi điều khiển. Chân cuối cùng là chân âm. Thì đó là 3 chân của con IC LM35 đã được tôi nói mạch ở đây. Ở đây tôi cố tình chừa cái phần này, tôi không có cắm những cái chân cắm vào, là để chúng ta có thể so sánh, ta hiểu được rằng chúng ta có thể mua cái khác để cắm vào đây và hàn lại. Bây giờ thì tới phần kế tiếp là nói về cái mã code để mà thực hiện nó. Thì ở đây là cái mã code. Mã code của chương trình hiển thị nhiệt độ trên LCD. Mã code này được viết bởi tôi. Và các bạn có thể tham khảo thêm về cảm biến tại đây. Và nếu như các bạn có điều gì thắc mắc thì có thể add vào Facebook này. Đây là Facebook chuyên dùng để trao đổi cùng các bạn. Ở đây thì chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất là khai báo trong hình LCD. Thì ở đây tại chúng ta khai báo như thế này là do chúng ta ở đây chúng ta có cái LCD á, nó chụp lên, chụp thẳng ở đây luôn rồi, nên thành ra là chúng ta không có thay đổi chân gì đây được nữa, nên chúng ta cứ vẫn để nguyên như thế này. Nếu mà bạn dùng loại LCD này thì ta cứ như vậy thôi. Đây là loại cái nút nhấn. Đó. Kế tiếp là chúng ta khai báo cho cảm biến nhiệt. Thì đây là khai báo biến thôi. Và khai báo chân lấy nhiệt. Chân lấy nhiệt thì ta sẽ chọn chân A1 trên vi điều khiển trên board Arduino. Đây là chân A1. Chân A0 thì như ở video clip trước đã nói, thì nó dùng cho những cái nút nhấn này rồi, nên thành ra ta phải lấy chân là chân A1 mà thôi. A1 hoặc các A khác, A0 lấy không được nữa. Kế tiếp tới phần setup, thì ta setup là cái LCD
16, 32. 16 tức là 16 ký tự và 2 tức là 2 tức là nó có 2 hàng. Và phần tiếp theo là ta lấy lập thiết lập cái chương trình cho cảm biến nhiệt nó hiển thị. Đây là đọc đọc cái nhiệt độ ha. Nhiệt đọc đọc cái nhiệt độ. Nhiệt độ sẽ bằng là A log read của chân lấy nhiệt. Tức là cái chân màu vàng lúc nãy chúng ta thấy đó, cái chân màu vàng bên đây. Bên hình. Chân màu vàng. Thì phần này tôi đã nói rất là kỹ ở video clip thứ 32, mong rằng các bạn có thể xem lại cái video clip đó để hiểu một cách rõ ràng hơn. Cái thứ là tính nhiệt độ. Đây là cái công thức để mà ta chuyển đổi từ độ C, chuyển đổi từ cái điện áp ra của chân lấy nhiệt sang độ C. Kế đến là ta set vị trí con trỏ ở hàng thứ nhất. Ta ghi cái gì đó, ta muốn ghi gì đó ta ghi ha. Và cái thứ hai là ta set vị trí con trỏ ở hàng thứ hai. Và ta phải in ra cái biến là nhiệt độ. Sau đó ta có thể ghi là độ C chẳng hạn. Và cuối cùng ta phải delay 1 giây. 1000 tức là 1000 mili giây các bạn. Thì sau 1 giây thì nó sẽ cập nhật thông số nhiệt độ. Tùy các bạn thôi, nếu các bạn có thể muốn cập nhật nhanh hơn thì các bạn có thể giảm số này xuống, hoặc là lâu hơn thì nó tăng lên. Thì đó là cái chương trình của phần này. Và đây là chúng ta có thể xem nó thể hiện như thế nào. đây là cái hình mà tôi đã đưa đây. Nhiệt độ là đây bao nhiêu đây, thì chúng ta có thể thấy là ví dụ như đây nó không đẹp thì ta có thể là dời con trỏ đi chút xíu. Ví dụ như đây nó không đẹp đúng không, thì cái chỗ mà bên dưới nè, set cursor tức là set con trỏ đó, thì chúng ta có thể là thay đổi cái vị trí này chút xíu để sao cho ta canh nó lại, để sao cho cái hàng chữ nó, hàng chữ nhiệt độ bên dưới này nè, nó nằm giữa đây nó cho nó đẹp. Thì cái đó các bạn có thể là tự làm. Một cái chính của cái phần này á là giới thiệu chúng ta rằng cái LCD nè nó có khả năng kết nối với những cái thiết bị khác, kết nối với những cái linh kiện điện tử khác. Và ví dụ gì hiển thị nhiệt độ chỉ là một cái ví dụ thôi. Video clip này xin dừng lại đây. Hy vọng là video clip này giúp ích cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.